Thưa quý vị, hôm nay 29 tháng 3 kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, 29 tháng 3 1975, 29 tháng 3 2023. 48 năm sau ngày giải phóng, thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương với những bước phát triển vượt bậc, từng bước khẳng định vai trò là đô thị lớn, đầu tàu, động lực phát triển, trung tâm kinh tế xã hội của miền Trung Tây Nguyên và cả nước. Với quyết tâm cao độ, từ một thành phố có xuất phát điểm thấp, Đà Nẵng đã nỗ lực mở rộng không gian đô thị, đầy mạnh phát triển kinh tế xã hội, trở thành hình mẫu vượt trang khó đi lên, phát huy những thành quả to lớn sau 47 năm giải phóng. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã và đang bước vào chặng đường mới với thế và lực mới. Thành phố luôn quyết tâm và chủ động phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, đổi mới toàn diện, nâng cao quy mô và chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng để hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố đang sống.